Thưa quý vị, khi giá lúa tăng cao trong năm 2023 vừa qua, nhiều bà con nông dân đã xạ lúa dày và bón phân nhiều với hy vọng đạt sản lượng cao, tăng tối đa lợi nhuận nhờ xuất khẩu gạo. Tuy nhiên, các chuyên gia nông nghiệp cho rằng, việc xạ dày là nguyên nhân chính gây ra dịch rầy. Hiện với hàng ngàn hecta lúa đông xuân đang bị rầy phấn trắng hoành hành, nhiều nông dân tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang đứng ngồi không yên do lo ngại năng suất lúa có nguy cơ bị sụt giảm mạnh, ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu gạo thời gian tới. Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật các địa phương, trong vụ lúa đông xuân 2023-2024, tổng diện tích nhiễm rầy phấn trắng tại Đồng Tháp là 2.841 hecta trên lúa giai đoạn đẻ nhánh trổ chính. Tại Kiên Giang, khoảng 17.000 hecta lúa đông xuân trên địa bàn bị rầy phấn trắng tấn công, chủ yếu là khi lúa vào thời kỳ làm đồng trổ bông. Trong khi đó, An Giang cũng có khoảng 3.000 hecta lúa bị nhiễm rầy phấn trắng dù mức độ nhiễm đã giảm thấp nhưng vẫn gây hiện tượng triệu chứng vàng lá các chuyên gia nông nghiệp khuyến cáo do cấu trúc rầy phấn là libit cánh không thấm nước cần phun xịt thuốc hóa học kết hợp với chế phẩm thấm thuốc bà con nên phun thuốc xuống dưới tán lá lúa để đảm bảo thuốc tiếp xúc được với rầy phấn trắng mới đạt hiệu quả trị rầy